Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cứu đói giữa đại dịch khi xã hội dân sự làm thay chính quyền. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã làm tăng nhanh số người nghèo đói tại các khu đô thị lớn, trong khi chính sách cứu trợ của chính phủ không đủ nhanh và đủ rộng để bao phủ. Đấy là lúc vai trò của xã hội dân sự bắt đầu phát huy. Vào buổi sáng đầu tuần, trước khoảng sân rộng của một công ty trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người xếp hàng trong trật tự, chân họ đặt lên những ô nhỏ được vẽ trên gạch, đảm bảo cự ly cách tối thiểu là 2 mét theo quy định nhằm phòng dịch bệnh. Đây là hình ảnh chiếc máy ATM gạo kỳ lạ đầu tiên được đặt tại địa chỉ số 204B đường Vườn Lài, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Máy gồm một bồn chứa gạo được đặt phía trên mái nhà và hệ thống ống dẫn trụ máy đặt trên vỉa hè kết nối với một nút ấn thông minh. Khi người dân ấn vào, gạo sẽ chảy ra, lượng gạo rút ra mỗi lần khoảng 1,5 cân. Bên cạnh có sẵn bao ni lông để người đến lấy đựng gạo. Họ là những người đang đợi nhận gạo từ cây ATM gạo, nguồn lương thực giúp họ chống chọi qua cuộc khủng hoảng. Họ thuộc lớp nghèo, dễ tổn thương nhất của đại dịch. Dịch bệnh kéo dài, đặc biệt là khi chỉ thị số 16 của chính phủ về việc cách ly xã hội đến hết ngày 15 tháng 4 được ban hành, các hàng quán đóng cửa và nhiều lao động nghèo rơi vào cảnh thất nghiệp. Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có gần 12.000 người bán vé số gặp khó khăn do dịch COVID-19. Người nghèo mới có dịch bệnh xuất hiện thì lực lượng người đói ăn đã trở nên đông đảo hơn bao giờ hết vì họ không thể tiếp tục đi bán vé số và mưu sinh như những ngày vẫn làm. Hàng người đứng dài chờ đợi lấy cơm, lấy gạo hoặc các nhu yếu phẩm là thực tế sinh động của những con người kiếm ăn trên vỉa hè phố. Họ là những người đại diện của người nghèo không có ăn, đặc biệt ở các thành phố lớn. Cuộc sống của họ gói gọn trong một ngày, làm đồng nào sao đồng đó. Dù chính phủ đã có kế hoạch với gói hỗ trợ 62.000 tỷ cho khoảng 20 triệu đối tượng, nhưng các gói hỗ trợ của nhà nước thường không đủ nhanh để cứu đói cho những người vừa ráo mồ hôi là hết tiền. Vì vậy, đã có nhiều doanh nghiệp, hội nhóm, tổ chức và cá nhân đứng ra để tự làm công việc cứu đói cho chính đồng bào của mình. Và dân nghèo chỉ lo chết đói trước khi chết dịch. Đây là hình ảnh Facebook Nguyễn Văn Diệu Linh chia sẻ hình ảnh người đàn ông chỉ còn da bọc xương đứng nhận quà với lời cảm thán như sau. Không thể ngờ và không thể tin được vào mắt mình nữa khi đất nước Việt Nam lại có những con người thân hình tiều tụy thế này. Chuỗi quán cơm xã hội nụ cười hoạt động dưới sự quản lý của Quỹ Từ Thiện Tình Thương ở thành phố Hồ Chí Minh. Quán cơm nụ cười 1 ra đời vào tháng 10 năm 2012. Cho tới nay, chuỗi đã phát triển tới quán thứ 6. Trong dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo 16, quán tạm thời đóng cửa. Chia sẻ với đài tiếng nói BBC News ở London, tiếng Việt, ông Nguyễn Tập, thành viên của chuỗi quán cơm nụ cười, nói như sau. Khi chúng tôi tạm đóng cửa, những khách hàng quen thuộc vẫn tới. Nhiều người hỏi, đóng cửa vậy rồi tụi tôi thất nghiệp, đói ăn phải làm sao? Chính vì thế, chúng tôi không tổ chức ăn tại quán mà đi phát cơm. Thời điểm này, dịch bệnh kéo dài và kinh tế kiệt quệ, thất nghiệp gia tăng, thì những người vừa ráo mồ hôi là hết tiền, không thể cầm cự. Chúng tôi nói với nhau, chỉ sợ người dân nghèo chết đói trước khi chết vì dịch. Cho nên, bằng mọi cách chúng tôi cố gắng vừa đảm bảo vệ sinh, phòng dịch và vẫn giúp được người nghèo, cứu người giống cứu hỏa. Khi đã sẵn sàng, chúng tôi treo bản thông báo ngay dù biết lượng cơm mình thực hiện được so với số người nghèo như muối bỏ biển. Ông Tập trải lòng như vậy. Bình thường, thì buổi trưa khoảng 11 giờ quán bắt đầu phục vụ, thì bây giờ chúng tôi bắt đầu nấu sớm để phân người ra, không để dồn vào một thời điểm. Vì vậy, tuy là suất cơm trưa nhưng 8 giờ sáng đã phát, tình nguyện viên đi phát được trang bị khẩu trang, tấm kính chắn phía trước để giảm rủi ro, chỉ đưa nhanh và đi ngay trong vài giây. Cũng trao đổi với truyền thông quốc tế, ông Huỳnh Tuấn Anh, giám đốc công ty PH Glock, là chủ nhân của sáng kiến máy ATM gạo, chia sẻ như sau. Dịch bệnh khiến nền kinh tế kiệt quệ và những người nghèo, người bán vé số, ve chai bị mất hoàn toàn thu nhập. Bên cạnh đó, tôi thấy có nhiều anh chị lái xe công nghệ, họ vốn không quá nghèo nhưng giờ không kiếm được đồng nào mà lại phải nuôi gia đình 4-5 miệng ăn nên cũng là đối tượng cần được trợ giúp. Đây là những hình ảnh người dân chen chúc giành giật để được phần gạo miễn phí 3 cân tại một cây ATM gạo ở Hà Nội đang được lan truyền trên mạng xã hội đã gây nên nhiều lời khen và chê.
Bình luận về cảnh chen chúc giành giật này, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng người trực tính thì không thì công kích và khinh miệt, người điềm tĩnh thì nhận xét chừng mực và phân tích nguyên nhân, người bao dung thì xót thương và cám cảnh, người có xu hướng chính trị thì phê phán thể chế tạo ra xã hội yếu kém và con người thiếu liêm sỉ. Và ông nói tiếp, tôi chỉ thấy buồn đau cho dân mình vì thiếu đói và sống trong môi trường xã hội còn quá nhiều bất cập mà dần đánh mất lòng tự trọng và tính liêm sỉ của con người. Biết rằng có nhiều tranh cãi về việc người không đói ăn cũng đến nhận cứu trợ, ông Tuấn Anh lý giải như sau. Chúng tôi đã tính toán, mỗi lần phát gạo chỉ 1,5 cân nên những người đến đây thực sự kẹt lắm. Họ phải bỏ mặc cảm để đến nhận gạo. Đã giúp người thì đừng khó khăn quá với họ. Một túi gạo như vậy cũng không đáng cho những người khá giả đổ tiền xăng, mua khẩu trang hay đứng đợi vài chục phút để nhận. Ông Huỳnh Tấn Anh cho biết ý tưởng làm ra cây gạo ATM nảy sinh từ việc ông quan sát những hội nhóm tổ chức làm từ thiện đang gặp vấn đề nan giải về phòng dịch. Ông nói, bên tôi làm về công nghệ tòa nhà thông minh và khóa điện tử nên tôi nghĩ tại sao không áp dụng mô hình vốn thuần kinh doanh để làm từ thiện. Tôi quyết định làm một máy ATM gạo. Và ý tưởng đó đã có nhưng chúng tôi gặp khó khăn về mặt thời gian. Tôi yêu cầu nhân viên phải hoàn thiện trong 8 tiếng. Hôm đó là chủ nhật. Nếu thiết bị nên tôi phải tạm gác lại một máy móc khác của công ty có giá khoảng 1 tỷ đồng để sử dụng tạm cho máy ATM gạo đầu tiên. Và sáng kiến máy ATM gạo hỗ trợ những người khó khăn trong dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của báo chí quốc tế trên toàn cầu trong những ngày vừa qua. Đây là hình ảnh ông John, là một người Anh đã ở Việt Nam 4 năm và đi dạy tiếng Anh kiếm sống. 3 tháng nay các trung tâm dạy tiếng Anh đóng cửa, khiến thầy John thất nghiệp. Vì quá khó khăn, ông xin tiền bằng cách làm một tấm biển và đứng ở góc đường Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tri Phương, quận 5. Sau khi tin lan truyền trên Facebook, ông được nhiều người dân Sài Gòn ủng hộ, tổng cộng là 48,3 triệu đồng. Thầy John đã chỉ giữ lại 12 triệu đồng, đủ để đóng 2 tháng tiền trọ còn thiếu. 36,3 triệu đồng còn lại, ông xin gửi lại cho người khó khăn hơn. Và ông nói, tôi bị choáng ngợp bởi lòng từ bi và sự hào phóng của người Việt. Tôi đã có đủ thức ăn và tiền bạc. Tôi xin phép từ chối để nhường những điều đó cho người khó khăn khác. Thầy John viết như vậy. Một chiếc máy có thể phát gạo miễn phí, điều này quá khó tin nhưng lại là sự thật. Chiếc máy ATM gạo này đã được lắp đặt tại nhiều địa điểm trên khắp Việt Nam để giúp những người đang cần được hỗ trợ nhất trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đó là dòng bình luận của đài CNN vào hôm 13 tháng 4 vừa qua. Và đài CNN đã bình luận như sau, đối với những người đột nhiên mất đi thu nhập, các doanh nhân và nhà tài trợ lắp đặt máy phân phối gạo miễn phí tại một số ở thành điểm ở thành trên khắp Việt Nam, CNN viết tiếp. Một chiếc máy có thể phát gạo miễn phí, điều này quá khó tin nhưng là sự thật. Và cũng theo CNN, để phòng ngừa dịch bệnh, những người đến nhận gạo được yêu cầu đứng cách nhau 2 mét và phải sử dụng nước sát khuẩn rửa tay sạch sẽ trước khi nhận gạo. Tại Hà Nội, thời gian phát gạo là từ 5 giờ tới 17 giờ mỗi ngày, trong khi tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân có thể đến nhận gạo bất kỳ lúc nào. Những cây gạo ATM như thế này còn xuất hiện ở Huế và Đà Nẵng. Hãng truyền thông CNN viết tiếp, ở trung tâm thành phố Huế, một máy ATM gạo được đặt tại một trường cao đẳng đã cung cấp khoảng 2 cân gạo miễn phí cho mỗi người dân địa phương. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, ATM rút gạo hoạt động 24/7, tức là toàn bộ thời gian. Còn ở Đà Nẵng, hai máy ATM gạo sẽ được thiết lập vào tuần tới. Trong khi đó, hãng tin Reuters ngày 13 tháng 4 chia sẻ cảm nhận của những người nghèo khi nhận được sự hỗ trợ rất kịp thời của các doanh nghiệp vốn cũng đang rất khó khăn giữa đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh ông Huỳnh Tấn Anh, giám đốc công ty PH Glock, là chủ nhân sáng kiến chiếc máy ATM gạo đầu tiên ở Việt Nam. Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Ly, một phụ nữ 34 tuổi, có chồng thất nghiệp và 3 đứa con nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô cho biết, chiếc máy ATM gạo này rất hữu ích, túi gạo này vừa đủ cho chúng tôi ăn trong một ngày. Giờ chúng tôi chỉ cần thêm thức ăn nữa. Những người hàng xóm thỉnh thoảng cũng san sẻ thức ăn cho chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ phải ăn bằng mì ăn liền. Tôi đọc được thông tin về chiếc ATM gạo này trên mạng Internet. Tôi đến để xem có thực vậy không và không thể tin được. Điều này là sự thật. Và tôi thực sự mong các nhà tài trợ có thể duy trì nó cho đến hết mùa dịch. Và hãng truyền thông Reuters cũng dẫn lời anh Hoàng Tuấn Anh, giám đốc công ty khóa điện tử PH Lock, chủ nhân sáng kiến ATM gạo, cho biết anh muốn mọi người vẫn có thể nhận được thực phẩm cùng nhiều loại hàng hóa khác bất chấp khó khăn của dịch bệnh. Anh nói,
Tôi gọi chiếc máy này là cây ATM gạo, vì mọi người có thể lấy gạo từ đó và mong họ hiểu rằng ngoài kia vẫn có những người tốt muốn trao cho họ cơ hội thứ hai. Anh Tuấn đã nói như vậy. Và một loạt các báo chí trên thế giới như US News, New York Post, British Head và nhiều báo khác trên thế giới đã đăng tải lại thông tin trên trang Reuters về việc ATM gạo được tại Việt Nam. Và cùng ngày, International Business Times Mỹ đã đánh giá sáng kiến của anh Hoàng Tuấn Anh là hết sức tài tình trong mùa dịch bệnh. Và tờ báo này cũng dẫn lời anh Hoàng Tuấn Anh cho biết ý tưởng về chiếc máy ATM gạo này xuất phát từ việc anh nhận thấy việc phân phát gạo truyền thống sẽ khiến người dân tụ tập đông người, khiến nguy cơ lây nhiễm gia tăng. Và khi mà cây ATM gạo đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh phát gạo tự động miễn phí cho người nghèo ở khu vực Vườn Lài, quận Tân Phú, khiến nhiều người cảm phục, thì ở một công xưởng nhỏ khác tại quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, có một nhà khởi nghiệp trẻ cùng các nhân viên cũng đang lặng lẽ sản xuất nhiều cây ATM gạo mới. Đây là hình ảnh chiếc máy ATM gạo kiểu khác mang tên Anlona, nghĩa là an lòng dân, mới được công ty Vinalink Group chế tạo, không để bán mà chỉ để tặng miễn phí, nhằm cấp phát gạo cho bà con nghèo khắp nơi. Trong vài ngày tới, sẽ có 11 điểm được đặt máy ATM gạo tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được công bố rộng rãi để bà con cùng biết. Thông tin cho biết, chúng tôi không bán những cây ATM gạo này, chúng tôi sẽ tặng cho các nhà hảo tâm và sẽ cùng họ vận động gạo để phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi sẽ kết hợp với những tấm lòng khắp nơi, người có gạo ủng hộ gạo, người có địa điểm ủng hộ địa điểm và lắp đặt. Chúng tôi sẽ mang máy tới để tặng miễn phí cho bà con khó khăn trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán này. Chị Võ Ngọc Anh, 37 tuổi, giám đốc điều hành Vinalink Group, người cùng chồng đang động viên anh em trong công ty mau chóng hoàn thành 11 máy ATM gạo để kịp thời phục vụ người dân trong mấy ngày tới. Chị nói, chị Vũ Ngọc Anh cho biết, cho hay ý tưởng làm ATM gạo để tặng cộng đồng xuất phát từ bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán khiến nhiều người lao động nghèo khó gặp khó khăn hơn trong việc sống và mưu sinh. Những chiếc máy phát gạo tự động này sẽ giải quyết khó khăn ngắn hạn, giúp bà con có những bữa cơm no. Chị nói thêm, chúng tôi cũng nhận thấy nhiều nhà hảo tâm muốn ủng hộ người nghèo nhưng chưa biết làm sao, bởi làm thiện nguyện không phải dễ dàng, nên với ATM gạo chúng tôi có thể kết nối nhiều tấm lòng lại. Chi phí làm máy được lấy từ quỹ dành cho cộng tác viên thiện nguyện. Và khi thấy được cộng đồng, được mọi người ủng hộ, chúng tôi cảm thấy mình có ý nghĩa hơn. Chị Ngọc Anh đã nói như vậy. Anh Nguyễn Trương Tuyến, 37 tuổi, chồng chị Ngọc Anh cho hay hiện máy ATM gạo mẫu đầu tiên đã hoàn thiện xong, 10 chiếc máy nữa đang được gấp rút hoàn thiện. Những chiếc máy này có đặc điểm là đặt ở mặt đất, không cần phải vận chuyển lên cao khi người dân xếp hàng và tiếp tới nhận gạo. Máy sẽ nhận diện được người tới, khi đó chỉ cần lấy chân đạp lên một chiếc cần là gạo sẽ chảy ra. Nếu tiếp tục có mạnh thường quân ủng hộ việc sản xuất máy phát gạo tự động này, chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất cây ATM gạo để tặng cho các địa điểm cần hỗ trợ, anh Tuyến đã nói như vậy. Và Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn hô hào tô vẽ cho sự ưu việt của thể chế cộng sản với chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng qua thực tế, mỗi khi gặp hoạn nạn thì chúng ta đã thấy người dân trong nước yêu thương nhau, giúp đỡ và đùm bọc lấy nhau để sống sót. Phải chăng các quan chức cầm quyền đã làm giàu quá đủ bằng cách ăn cắp công quỹ, tham nhũng và bóc lột người dân, nên họ đã đánh mất trách nhiệm xã hội? Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn đổi màu, xa rời cương lĩnh của mình và bỏ mặc giai cấp công nhân, nông dân, trí thức để họ tự phải vật lộn với những khó khăn chồng chất mùa đại dịch. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020. Bản tin cứu đói giữa đại dịch khi xã hội dân sự làm thay chính quyền. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.